Kính chào quý vị, quý vị đang theo dõi chương trình Tâm Trấn VITV phiên bản YouTube. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hungary yêu cầu EU ngừng leo thang xung đột ở Ukraine. Yếu tố thách thức sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine. Litva và Latvia đã gửi viện trợ quân sự cho Ukraine hơn 450 triệu euro. Lầu năm Góc thừa nhận Ukraine không có khả năng thành công. Nhà lãnh đạo Liên Xô Gorbachev đã qua đời ở tuổi 91 tại Bệnh viện Lâm Sàng Trung ương ở Moscow vào tối ngày 30 tháng 8, quãng thời gian lãnh đạo thì ông được đánh dấu bởi một số sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhất về mặt chính trị gồm sự kiện kết thúc của cuộc chiến tranh lạnh, Liên Xô rút khỏi Afghanistan và sự tan rã của Liên Xô. Trong nhiệm kỳ của mình thì ông đã đưa ra sáng kiến lớn nhằm cải cách hệ thống xã hội Liên Xô gọi là Perestroika. Nhà lãnh đạo này cũng là người có vai trò quan trọng trong việc hạ nhiệt căng thẳng với các nước phương Tây trong giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh lạnh năm 1990 thì ông được trao giải Nobel Hòa bình vì vai trò hàng đầu trong tiến trình hòa bình quốc tế Bộ quốc phòng nga cho biết là những hành động hiệu quả của lực lượng nga đã tiêu diệt 48 xe tăng 46 xe chiến đấu bộ binh và 37 chiếc chiến đấu bọc thép 8 xe tải chở súng máy hạng nặng và hơn 1.200 quân nhân ukraine chỉ trong một ngày khi ép hứng chịu những tổn thất trên khi mà tiến hành phản công theo lệnh của tổng thống zelensky về hướng dẫn tới nikolai và các thành phố khác ở miền nam Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, thì 5 người thuộc Lữ đoàn Tấn công 128 của Ukraine đã hạ vũ khí. Trong bài phát biểu mới đây, thì Tổng thống Ukraine đã khuyên binh sĩ Nga nếu muốn sống sót thì phải rút về nước. Đáp lại, phát ngôn viên Điện Kremlin tuyên bố Nga vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch ở Ukraine và mọi mục tiêu của Nga đã đạt được. Theo hãng tin Reuters, thì cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine cho biết là hệ thống phòng thủ của Nga ở Kherson đã bị chọc thủng trong vòng vài giờ. Hiện chưa rõ ông đề cập tới tuyến phòng thủ nào của Nga. Và ông cũng cho biết thêm là quân đội Ukraine đã nã pháo vào phà mà Nga dùng để tiếp tế cho lực lượng của mình ở bờ tây sông Dnipro. Một số báo cáo, ảnh và video chưa thể kiểm chứng và đăng tải trên mạng xã hội cho biết là quân Ukraine có thể đã giành lại một số ngôi làng và phá hủy một vài mục tiêu của Nga ở phía Nam. Phát ngôn viên Điện Kremlin đã bác bỏ những thông tin tờ Washington Post của Mỹ đưa ra rằng Iran đã cung cấp cho Nga các máy bay không người lái UAV chiến đấu để sử dụng ở Ukraine. Tuy nhiên, thì ông cũng lưu ý là quan hệ giữa Nga và Iran vẫn đang phát triển và sẽ tiếp tục như vậy. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và quan hệ kinh tế đối ngoại Hungary tuyên bố rằng tại cuộc họp của các ngoại trưởng EU, thì ông đã yêu cầu châu Âu dừng các hành động hướng tới leo thang xung đột tại Ukraine. Theo lời ông, nếu trong thời gian gần tới không thiết lập được hòa bình thì sẽ hậu quả xung đột sẽ càng thi tạm hơn, vì thậm chí nhiều người sẽ thành dân tị nạn. Cuộc khủng hoảng chưa từng có sẽ ập đến châu Âu và là vấn đề cung cấp năng lượng của châu Âu sẽ càng nghiêm trọng hơn. Sau nhiều năm dặn nứt mối quan hệ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump và đại dịch Covid-19, thì Liên minh xuyên Đại Tây Dương đã nỗ lực gắn kết lại và đạt được các thỏa thuận về hỗ trợ tài chính, vũ khí cho Kiev cũng như là thỏa thuận cắt giảm việc sử dụng năng lượng của Nga. hay nhất trí áp đặt một lệnh các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. Tuy vậy thì khi mà cuộc xung đột kéo dài gần 6 tháng thì các quan chức châu Âu lo ngại rằng sự đồng thuận trên khắp khu vực có thể tan vỡ khi mà khu vực này bước vào một mùa đông ảm đạm. Gần 6 tháng kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine nổ ra thì phản ứng của phương Tây đối với cuộc khủng hoảng này vẫn mạnh mẽ và thống nhất. Nhiều điều này đã khiến nhiều người ngạc nhiên và tuy nhiên thì các quan chức châu Âu lại lo ngại rằng chiến lược của phương Tây trang bị vũ khí cho Ukraine có thể chỉ là giải pháp ngắn hạn trước một vấn đề dài hạn. Một cuộc chiến không có kết thúc rõ ràng, Đức, Pháp, Italy, Hà Lan và nhiều nước châu Âu khác đã tăng cường chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Riêng Đức đã thu hút sự chú ý lớn về đã phá vỡ chính sách kéo dài hàng thập kỷ là không cung cấp vũ khí sát thương cho các nước đang có xung đột và tăng cường chi tiêu quốc phòng. Ngoài chi phí về kinh tế và quân sự mà phương Tây cũng phải gánh chịu thì cũng có những lo ngại cho rằng Mỹ và châu Âu đã bắt đầu trở nên mệt mỏi khi cuộc chiến giữa Nga Ukraina đang rơi vào thế bế tắc và không bên nào có thể tiến hành một cuộc tấn công lớn để tạo ra những thay đổi đáng kể trong cuộc xung diện này. Một số nhà quan chức nhận định các nước phương Tây có thể không rút lại sự ủng hộ đối với Ukraina nhưng họ chắc chắn là phải cắt giảm nguồn lực tài trợ. Những tháng tới được dự đoán là sẽ là thời điểm khó khăn nhất đối với các quốc gia châu Âu kể từ khi cuộc xung đột Nga Ukraine nổ ra. Người dân tại châu lục này sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn hơn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của họ. Một số hộ gia đình sẽ phải lựa chọn giữa nhu cầu sưởi ấm và nhu cầu lương thực trong bối cảnh đó thì các nhà lãnh đạo khó có thể tìm thấy lý do chính đáng cho việc là sử dụng tài chính và nguồn lực để hỗ trợ cho một quốc gia xa xôi, đặc biệt là khi công dân của họ phải gánh chịu các gánh nặng chồng chất. Những quan chức phương Tây cho rằng đến một lúc nào đó thì các nhà lãnh đạo châu Âu có thể thấy là quyết định tốt nhất là làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình và phá vỡ mọi mục tiêu của Ukraine là buộc nga phải quay trở lại với biên giới trước đây. Theo thông báo từ cơ quan cảnh sát quốc gia Ukraine, thì các cơ quan thực thi pháp luật của Ukraine đã vạch rõ chân tướng ba vị đại diện của Bộ Quốc phòng Ukraine bằng chiêu thức là công ty ma đã chiếm đoạt từ ngân quỹ của bộ này với số tiền là 580.000 đô la Mỹ khi xử lý hồ sơ mua sắm đạn dược cho quân đội. Cơ quan quân sự Ukraine còn cho biết là trong số các nghị nghi phạm thì có ba người gồm cả luật sư đương nhiệm của Bộ Quốc phòng Ukraine chịu trách nhiệm tổ chức ký kết các thỏa thuận giữa bộ và một số nhà cung cấp đạn dược từ thổ Nhĩ Kỳ với giá trị là 16 triệu euro. Bộ Quốc phòng của các nước Cộng hòa vùng Baltic thông báo kể từ cuối tháng 2 thì Litva đã gửi cho Ukraine lô vũ khí trị giá 153 triệu euro, trong khi Latvia đã gửi viện trợ quân sự trị giá 300 triệu euro. Các lô hàng mới nhất mà Ukraine nhận được từ Litva hồi cuối tuần trước bao gồm máy ảnh nhiệt và phương tiện chống máy bay không người lái. Litva cũng thông báo rằng viện trợ quân sự cho Ukraine sẽ còn nhiều hơn nữa sau cuộc họp của các nước tài trợ vào tuần tới tại căn cứ không quân Ramstein của Đức. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan, Hà Lan và Đức đang cùng chung định hướng là chương trình đào tạo binh sĩ quân đội Ukraine giả phá bom mìn. Trước đó, thì Hà Lan đã liên kết vào chương trình đào tạo binh sĩ Ukraine trên lãnh thổ Vương quốc Anh. Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Anh, thì hiện có khoảng 90 quân nhân Hà Lan tham gia quá trình huấn luyện binh lính tại Ukraine. Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận rằng tiềm lực quân sự của Ukraine khó có thể đạt được thành công đáng kể ở phía Nam và trước đó thì Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng vũ trang Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công của quân đội Ukraine ở khu vực Mykolaiv và Kherson mà họ thực hiện nhiều lệnh trực tiếp từ ông Zelensky. Theo cơ quan này, thì quân đội Ukraine đã mất hơn 560 người, 26 xe tăng và 2 máy bay tấn công trong nỗ lực tấn công mới. Sau 2 tuần rời cảng biển đen, thì tàu Brave Commander chở 23.000 tấn ngũ cốc của Ukraine đã tới tại cảng châu Phi giữa cuộc khủng hoảng lương thực đang diễn ra tại khu vực này. Chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc cho biết, sau hai tuần rời cảng biển đen ở Ukraine, tàu Brave Commander chở 23.000 tấn ngũ cốc của nước này đã cập cảng tại Djibouti, phía đông châu Phi, nhằm cung cấp cho khoảng 22 triệu người đang đứng trước nguy cơ thiếu ăn ở vùng sừng châu Phi. Ukraine, một trong những nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất trên thế giới, đã buộc phải ngừng gần như toàn bộ hoạt động vận chuyển ngũ cốc sau khi xung đột nổ ra ở nước này. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu ở biển đen đã nối lại theo thỏa thuận hồi tháng 7 giữa Nga và Ukraine dưới sự trung gian của Liên quốc và thổ nhĩ kỳ theo đó dỡ bỏ và phong tỏa các cảng của ukraine và đặt ra các điều kiện để vận chuyển hàng triệu tấn lúa mì và ngũ cốc từ các cảng và kho chứa Tập đoàn độc quyền khí đốt Nga Gazprom đã xác nhận việc ngừng hoạt động tuyến đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc 1 từ 4 giờ ngày 31 tháng 8 đến 4 giờ ngày 3 tháng 9 theo giờ Moscow. Trước đó thông tin về việc đường ống dẫn khí đốt tạm thời ngừng hoạt động đã được thông báo hôm 19 tháng 8, Gazprom giải thích việc ngừng hoạt động là do cần phải sửa chữa tuabin khí duy nhất đang hoạt động. Sau khi công việc được thực hiện cùng với các chuyên gia của Siemens, hoạt động chuyển tải khí đốt sẽ tiếp tục được thực hiện theo phương thức của tháng 8 nếu không phát hiện thấy các trục trặc kỹ thuật của động cơ. Điện Kremlin cũng đã chỉ trích đề xuất của một số nhà lãnh đạo châu Âu về việc là cấm thực thi đối với công dân Nga, cho rằng đây là đề xuất vô lý và là một phần của cuộc chiến chống Nga của phương Tây. Việc Gazprom tiếp tục cắt giảm nguồn cung cấp khí đốt cho tập đoàn năng lượng NG của Pháp đã làm gia tăng quan ngại về nguồn cung năng lượng. NG cũng cho biết, hàng đã nhận được lượng khí đốt cần thiết để đáp ứng cam kết của khách hàng và áp dụng một số biện pháp để giảm thiểu các tác động tài chính do việc gián đoạn cung cấp khí đốt gây ra. Lượng khí đốt mà Gazprom cung cấp cho NG đã giảm mạnh kể từ đầu cuộc xung đột ở Ukraina, với lượng cung hàng tháng gần đây là 1,5 terawatt giờ, quá ít so với tổng nguồn cung hàng năm của NG ở châu Âu là trên 400 terawatt giờ. Ngày 29 tháng 8, Thủ tướng Pháp Elizabeth Bon kêu gọi các công ty đề ra kế hoạch tiết kiệm năng lượng vào tháng 9. Lực lượng Đài Loan lần đầu tiên nổ súng bắn cảnh báo một UAV Trung Quốc áp sát chút tiền tiêu ở quần đảo Kim Môn. Phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Phòng thủ Kim Môn cho biết, lực lượng của họ bắn cảnh cáo chiếc máy bay không người lái UAV của Trung Quốc tiếp cận đảo Edan. Sau khi khai hỏa pháo sáng để xua đuổi, chiếc UAV sau đó quay trở lại phía Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên Đài Loan nổ súng bắn cảnh cáo UAV Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Bắc Kinh và hòn đảo. Đài Loan trước đó phàn nàn về việc UAV của Bắc Kinh liên tục tiếp cận các nhóm đảo nhỏ mà Đài Bắc kiểm soát gần bờ biển Trung Quốc, trong đó gần nhất là đảo Kim Môn, nơi cách hạ môn của Trung Quốc khoảng 3 km. Những tin vừa rồi đã khép lại chương trình Tâm Trấn VITV. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.